giọng ca bất hủ của dòng nhạc Quy Hiên. Một tiếng hát của một người ca sĩ để lại dấu ấn đậm trong những nhạc phẩm sáng thế. Một người ca sĩ mà anh em chúng tôi trong nghề hay gọi với tên trường mới là chị Hai. Và một người nữ ca sĩ đã celebrate her birthday ngày hôm qua, 9 tây tháng 5. Xin tất cả quý vị cùng chúng tôi chào đón và chúc mừng sinh nhật cho nữ ca sĩ Hương Lan. Hôm nay xin thân ái kính chào quý vị. Chúng tôi Hương Lan xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị cao niên, quý anh, quý chị, quý em, quý cháu đã đến trong cái ngày lễ mẹ hôm nay để thưởng thức chương trình văn nghệ. Hương Lan xin gửi lời chúc sức khỏe đến cho tất cả mọi người và chúc cho mọi người có một đêm thưởng thức văn nghệ thật là ấm cúng và đầy ấp tình người. Thank you. Em có là ngày trước đây của Hương Lan. Thì không thể nào thiếu bài hát này, bài hát có cổ của ông nhạc sĩ Phương Vân. Tôi đang xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Từ lúc mới tự thân trong bụng mẹ, mẹ đã
ngày cũng mãi lầm đầu tiên. Rồi từ đó sau mỗi lần tôi đã mẹ thấy đau, mẹ buồn kim chung nữa, chắc là con trai nhà nên cũng đã cũng rồi. Tuyết đã đồng ý để cho Lương Lan mời
hoàng lên đây để cống hiến cho cái gì mà bài dụng cụ. Tại vì lâu lắm nó không có được ca dụng cụ ở đây. Và khán giả thì yêu cầu rất nhiều. Cho nên hôm nay bài dụng cụ này là một cái bài để cho và tặng quần cho quý vị trong cái ngày lễ tiền mẫu. Xin chúc chúc tất cả quý vị vui và thật hạnh phúc trong ngày hôm nay. Cảm ơn nữ danh ca Thanh Lan, Hương Lan rất là nhiều. Và ngày hôm nay một lần nữa thì là một ngày birthday của chị Hương Lan. Thanh Lan biết là một người bạn có một một người cháu thì nó đi đó tặng cho cái bánh bánh cho cái bên chị Hương Lan. Đây là cái birthday của Hương Lan, Hương Lan được cái bánh này. Xin chúc mừng cho tất cả những người có cái birthday trong cái mùa này. Dạ. Happy birthday chị. Và thưa quý vị, nữ danh ca Hương Lan một lần nữa. Thưa quý vị, nữ danh ca Hương Lan không những là một ca sĩ hát rất hay mà chị còn nấu ăn rất là ngon. Và Hạnh Lê biết là chị nấu ăn rất nhiều bởi vì chị thường mua những bộ nồi đứt tại Lê Hành Thiên Home Shopping. Cho nên là dạ. Thank you, mong quà bên đây. Thank you. Happy birthday chị. Cái này đây em mua bánh bên đây. Happy birthday đứa em ơi, chị Hà Bình. Hà Bình ơi, happy birthday em gái. Hot, hot, and I love it.